Xin chào tất cả mọi người nhé. Sáng hôm nay thì mình dậy từ sáng để đi tưới cà phê. Thì hôm nay là cũng là ngày mình hết tưới đợt 1 nhé. À, còn hôm nay còn một ít, còn 30 mấy cây nữa là xong rồi. Mình dậy từ sáng rồi, buổi trưa mình còn có việc khác nữa. Đây mọi người, trời vẫn còn tối. Đây mặt trời sắp mọc rồi. Trời nó sắp sáng hẳn rồi nha mọi người. Mặt trăng này. Cà của mình đây là cà già, rất chi là xấu luôn. Đây mọi người, cái bông của nó này. Tí mình lên trên kia mình quay ở trên này này là mình tưới trước rồi, tưới trước được 2 ngày rồi. Đây nó sắp nở rồi nhá. Đây nó to cỡ này rồi. Trời về sáng rồi nha mọi người. Đây mặt trời đang mọc. Cây xoài đang ra hoa. Đây mình quay cà phê của họ đang nở hoa này. Hoa rất là đẹp luôn. Một cái vườn trắng xóa luôn mọi người. Cà phê của họ là cà tơ. Đây, còn bên này là của mình. Của mình là cà già rồi. Có sen cây sầu riêng. Đây là mình tưới trước. Bên này cũng sắp nở rồi. Đây mọi người, sắp nở rồi nha.
trời cũng đã lên rồi nha. Đây mình cũng đang tưới, còn 6 hố nữa là hết. Vậy là mình đã tưới xong đợt 1 rồi. Bây giờ xong chỗ này rồi mình sẽ đi cái đám bên kia là tưới đợt 2 nha. Đấy thì mình cũng quay video mình đi tưới cà phê vậy thôi. Nếu các bạn yêu thích video của mình thì cho mình một like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Bây giờ mình xin kết thúc video tại đây nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.